Hôm nay với cái chủ đề là thầy chia sẻ cho các bạn với một cái tinh thần sự liên kết của tự nhiên và vạn vật. Thì với cái chủ đề này á, thì điều đầu tiên á, không biết rằng các bạn nghe qua các bạn hiểu thế nào là tự nhiên và hiểu thế nào là vạn vật. Ở đây chắc nhiều vị cũng nghĩ rằng tự nhiên là một cái gì đó nó bình thường và nó vốn dĩ là như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta dần hiểu học Phật thì hai cái điều này, tự nhiên và vạn vật, là cái điều mà khái niệm căn bản của một người học và một người có mặt trên cuộc đời này chúng ta phải nắm rõ. Như trong cái tinh thần mà như trong Phật Pháp chúng ta nói hay là gọi là nhân sinh quan và vũ trụ quan. Khi chúng ta hiểu được cái nhân sinh quan, là cái nhân sinh là cái bản thân mỗi con người, sự hình thành, cái nhân duyên hình thành nhân sinh của mỗi con người, và vũ trụ quan là mọi thứ bên ngoài vạn vật vũ trụ. Nhưng ở đây chúng ta nói về sự tự nhiên, thì ở tự nhiên ở đây thì nó bao hàm cả nhân sinh quan và vũ trụ quan, nó là bao trọn. Nhưng mà sự tự nhiên nó bao trọn đó, khi thì nó quá rộng và nó có sự liên kết quá nhiều với nó mọi thứ. Nhưng rồi chúng ta sẽ lấy cái gì để chúng ta hiểu về nó, nhận diện về nó? Đó là một sự tự nhiên từng hồi xưa nay nó đã vận hành như vậy. Chúng ta có để ý hay không để ý, có quan tâm, có quan sát, có tư duy về nó hay không, thì nó cũng vận hành như vậy. Và nó cũng làm ta nuôi lớn từng ngày, nó cũng làm cho mọi người cùng tiến hóa từng ngày, từng giờ và từng sát na một. Nhưng ở đây vạn vật, vậy thì sự liên kết của tự nhiên và vạn vật, thì vạn vật chúng ta nghe qua thì chúng ta nghĩ rằng là nó là một dạng vật chất, vân vân. Nhưng vạn vật ở đây chúng ta hiểu rộng hơn một xíu và hiểu thấu đáo một xíu, đó là tất cả những chúng ta là con người, con vật, những loài thực vật, động vật, vân vân, thì chúng ta được quy vào đó là gọi là vạn vật. Nó đều có một cái thể bình đẳng. Chúng ta ở cuộc đời này có mặt ở cái thế giới này á, mọi sự có mặt ở cái vũ trụ này á, nó là một cái sự hiện diện hình như bình đẳng, y báo chánh báo của mỗi người, nhân duyên hiển bày, nó có một sự bình đẳng ở đó. Nhưng làm sao để chúng ta thấy được sự bình đẳng đó? Ở đây chúng ta nhận diện một điều như các bạn thấy rằng là chúng ta cũng còn trải nghiệm cái cơn dịch bệnh COVID-19, đúng không ạ? Phải không ạ? COVID-19 này nó đang phát triển và nó cũng có cơ hội là những cái chủng nhỏ bé của nó hồi xưa gọi là trứng á, bây giờ nó đã nở ra con rồi. Và bắt đầu nó có những cái chủng mới nữa, nó sẽ làm tác động đến con người và nhiều người vẫn lo ngại và sợ hãi về nó. Nhưng điều đó nó thuận theo tự nhiên và theo do con người và đặc tánh. Và điều đó chúng ta quan sát lại một xíu về thực tại của hiện tại. Vậy thì thầy hỏi các bạn một điều là chúng ta bị COVID, những người mà bị lây nhiễm COVID thì từ người này lây qua người kia, đó là từ do chúng ta tiếp xúc với nhau nó lây, hay là do chúng ta nói chuyện nó lây, hay do công việc nó lây, hay do nguồn từ chúng ta ho nó lây, và nó lây nguồn thật sự là lây từ đâu? Và có những người không tiếp xúc với mọi người, người ta ở trong nhà, người ta cách ly hoàn toàn như vậy nhưng vẫn bị lây. Nhưng có những người họ lao động tiếp xúc với mọi người đại tràng như vậy nhưng họ lại không bị. Thì những cái vấn đề mà chúng ta thấy trong đó nó có biệt nghiệp và cộng nghiệp, có nghĩa là cái biệt nghiệp của mỗi người hầu như họ sống chung với dịch bệnh nhưng mà chẳng có bị bệnh, còn những người họ họ cộng nghiệp, cả ai cũng 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 bị ảnh hưởng nhưng mà họ đã cách ly, họ đã biệt nghiệp bản thân họ nhưng họ vẫn bị bệnh. Thì điều đó chúng ta mới thấy được trong cuộc sống này có cái hệ quy chiếu tự nhiên nó vận hành, nó kết nối với nhau và chúng ta đều hiểu rằng nó có một cái sự logic gì đó nhưng chúng ta chưa thể giải thích được. Nhưng bản chất của nó chúng ta mới thấy được, một người mà đã bệnh
thì quý vị đó không cần nói, quý vị đó cũng không cần giao tiếp, quý vị đó cũng không cần làm gì hết, nhưng khi chúng ta ở gần những người bệnh thì tự nhiên những người đó bị lây nhiễm. Đơn giản á, chúng ta sẽ thấy được lây nhiễm từ đâu, đó là từ hơi thở của người bệnh. Quý vị đó thở ra, và khi các bạn nhớ rằng là một người bệnh á, cái cảm thọ của một người bệnh sao, họ họ khổ đau, họ khó chịu và họ không làm chủ được thân và tâm, họ bất an, thì cái hơi thở của họ cũng khổ đau và bất an, vậy nó sẽ tự nhiên đưa ra. Thì khi những người xung quanh đó, họ đón nhận và họ gần gũi với những người bệnh đó, thì những gì mà chúng cái người bệnh nó thở ra thì cái gì á chúng ta hít vào, đúng không ạ? Cái hít vào đó là nó thuận theo tự nhiên, chứ nó chẳng phải do bạn đó hay là do mình hay là do, nhưng có người hít vào họ lại không bị, có người hít vào lại bị. Nhưng vốn dĩ vị quý vị đó thở ra thì chúng ta hít vào, và chúng ta cái chúng ta thở ra là cái vị đó cũng hít vào và vạn vật cũng hít vào. Và ở đây chúng ta mới thấy được một điều như thế này: khi chúng ta nhắc đến tự nhiên thì chúng ta phải đề cập đến điều đầu tiên, đó là thực vật, cây cối. À, nó sống gần gũi với chúng ta, và chúng ta mới thấy được khi con người của chúng ta mà sống với nhau luôn có sự đố kỵ, lừa dối vân vân, chúng ta có thể lừa gạt nhau được, chúng ta có thể dối lừa nhau được, nhưng khi chúng ta tiếp xúc với những loại thực vật và trong những người những vị họ cũng đã nghiên cứu những cái công trình, họ cũng đã kiểm tra những cái sóng âm nói dối. Các bạn đã xem, nếu các bạn lên xem YouTube thì có những cây thực vật là cái cây gọi là phát hiện nói dối chân thật nhất. Khi cố tình chúng ta nói dối lừa cái cây đó thì cái sóng âm mà chúng ta lừa dối thật sự thì nó sẽ khác, nó sẽ dao động một biên độ khác. Nhưng khi chúng ta nói những lời nói không thật nhưng mà trong tâm ta không nghĩ như vậy, chúng ta lại nghĩ một điều thiện lành mà chúng ta lái nói lừa lừa gạt nó, nhưng mà lại dao động với một biên độ rất bình thường. Vậy thì trong một cái cây thực vật thì chúng ta mới biết được trong tất cả mọi loài á, thì loại thực vật là cái loại gì? Họ cảm nhận và nhận biết mọi thứ chân thật, và loại cây thực vật là một loại mà nhận diện được các dạng năng lượng và chúng ta truyền đạt một cách chân thật nhất và chẳng bao giờ lừa dối, chẳng bao giờ có sự đối đãi. Họ nhận, loài thực vật luôn cảm nhận mọi thứ nó ra từng mức. Vậy thì chúng ta hãy nhìn sâu vào một xíu, thì đố bạn là khi chúng ta nói chuyện với cây như vậy, các vị kiểm tra như vậy và các vị đo máy như vậy, lừa dối như vậy, thì đố các bạn loài cây nó phát hiện chúng ta nói dối và nói thật là từ đâu ạ? Nó cảm nhận qua lời nói của chúng ta, hay là nó cảm nhận qua ánh mắt của chúng ta, hay cảm nhận qua năng lượng từ mình phát ra? Ở đây chúng ta hầu như chúng ta chỉ xem clip và chúng ta chỉ biết được là hình dung, à chúng ta nói dối thì cây sẽ biết mình nói dối, chúng ta nói thật thì cây sẽ nhận biết nói thật, và chúng ta lừa dối nó sẽ biết. Nhưng thật sự ra các bạn biết loài cây nó nhận diện á, một người nói thật và nói dối ở đâu không ạ? Đó là từ hơi thở của chúng ta. Khi một người mà thở ra, dù người đó nói như thế nào đi nữa, nhưng hơi thở của họ đưa ra và loài cây nó sẽ hít vào, và năng lượng hơi thở hít vào của loài cây nó sẽ cảm nhận được chân thật, và hơi thở chúng ta nó không có lừa dối được. Hơi thở chúng ta thở ra nó chẳng thể lừa dối ai được. Vì vậy nên nên loài thực vật nó cảm nhận bằng bằng gì? Bằng sự thật, mà cái chúng ta cũng không thể lừa dối. Hơi thở ta hít ra và thở vào, những năng lượng và ý niệm của chúng ta khi sanh ra nó cũng kèm vào hơi thở, và nó cũng từ hơi thở đó mà các loài thực vật họ đón nhận và cảm nhận, nó nhận biết được sự thật, chứ không phải qua lời nói của chúng ta mà nó chạy theo cái ngôn ngữ âm thanh của chúng ta mà nó biết thật giả. Vì vậy nên khi chúng ta hiểu về tự nhiên và sự liên kết của vạn vật, thì như chúng ta thấy được bản thân mình hít ra thở ra thì vạn vật hít vào, và vạn vật thở ra, chúng ta đang mượn và hít vào, sự vây và tạm, vây và tạm, vây mượn như vậy là một sự tuần hoàn. Nhưng với chúng ta nhìn đơn giản, chúng ta nhìn gần hơn nữa thì những cục đá, vậy thì chúng ta nhìn tự nhiên vào những cục đá, chúng ta thấy được có sự sống không ạ? Những tảng đá có sự sống không ạ?
Thật sự đó, chúng ta nhìn vào cái sự trao đổi của những con đá. Khi những tảng đá nó bình thường thì nó có sự sống và hơi thở, và sự trao đổi của những tảng đá nó như thế nào hầu như chúng ta cũng chưa bao giờ quan tâm. Nhưng khi chúng ta nhìn sâu và cảm nhận được sự sống của những hòn đá, chúng ta nghĩ rằng vô tri vô giác, nhưng thật sự ra nó vẫn có sự sống và nó vẫn có một cái nhận biết vi tế của nó. Bởi vì sao? Bởi vì khi những hòn đá chúng nó hấp thụ được năng lượng, nhiệt lượng thì nó có hấp thụ, đúng không ạ? Và nó có hấp thụ nhiệt lượng thì sau đó thời gian khi mà nhiệt độ giảm thì nó sẽ tỏa ra nhiệt lượng của nó và nó sẽ trở về trạng thái mát mẻ. Và có những tảng đá nó mát mẻ, nó mát mẻ tới một sự cân bằng khi nhiệt lượng ở ngoài nó nóng như thế nào nên nó vẫn cân bằng được sự mát mẻ của nó, sự thanh nhẹ của nó. Thì vì vậy nên chúng ta luôn, khi chúng ta còn nhìn về tự nhiên, nhìn về vạn vật, chúng ta nghĩ rằng chỉ có chúng ta mới là một người chủ đạo về tâm thức, trí tuệ, hiểu biết, thông thái và vân vân, nhưng quên rằng là tất cả vạn vật chúng ta nó đều có một sự bình đẳng, và tất cả vạn vật nó đều có một sự sống và nó đều có một sự tiến hóa. Vốn dĩ chúng ta chưa hiểu được cái sự tiến hóa của tất cả vạn vật như thế nào, nhưng ở đây hôm nay chúng ta học, chúng ta hiểu thêm về một cái chủ đề sự liên kết của tự nhiên và vạn vật, là mong rằng chúng ta sẽ hiểu được những từ những cuộc sống của chúng ta, từng ý niệm của chúng ta, từ hơi thở chúng ta, từ tham sân si hỉ nộ chúng ta, khi chúng ta thở ra và hít vào thì nó có ảnh hưởng tới vạn vật không ạ? Nó có đem tới lợi lạc hay khổ đau cho vạn vật không ạ? Thì trước giờ nếu chúng ta sống mà không nhìn nhận và vô tâm thì chúng ta nghĩ rằng nó không ảnh hưởng tới ai. Khi chúng ta hỉ nộ, buồn chán, giận hờn, chúng ta nghĩ rằng nó không có gì ạ? Nó không có ảnh hưởng tới ai, chúng ta không động chạm, không nói ai, không chửi ai, vân vân. Chúng ta nghĩ và chúng ta buồn rầu, chúng ta nghĩ rằng không hưởng. Nhưng thật sự năng lượng chúng ta đang khởi ra những tham sân si đố kỵ ganh ghét phiền não, chúng ta đang ức chế trong người, vân vân, thật sự nó có sự cộng hưởng xung quanh cả, nó đều có bị sự giao thoa và cộng hưởng cả. Nên cái vũ trụ này khi mà các bạn có đi học, các bạn có tìm hiểu thì có thuyết gì hỗn độn, đúng không ạ? Hỗn loạn thì cái thuyết mà đó thì nó nói về một cái vấn đề là hiện tượng về về cánh bướm, về hiện tượng về 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 về, về cánh vỗ cánh của con bướm. Ở bên này thì vỗ cánh của con bướm thì sao? Nhiều con bướm mà cùng vỗ một lúc thì ở bên đại dương bên kia nó là tạo ra một cơn bão. Thì một hiện hiện tượng của tự nhiên, ở bên này là một nhân duyên, khi mà nó đủ tác động nhân duyên thì bên kia nó sẽ là thành một cơn bão. Nhưng ở đó, ở bên này nó tác động một ý niệm, một nhân duyên nhỏ thôi, một một vỗ cánh của một con bướm hay là của nhiều con bướm cùng một lúc thì nó tạo nên một gì, một tác động để thúc động một nhân duyên đó, một là thiện hay là bất thiện, một là tốt hay là xấu. Vạn vật nó đều có sự liên kết tự nhiên cả. Nên khi chúng ta sống ở trong cuộc đời này, sống ở chung trong cái xã hội, trong cái thế giới này, chúng ta hiểu sâu về nó và chúng ta buông xả bớt đi thân và tâm và nhìn và hòa vào cái vũ trụ và tôn trọng sự sống hơn, thì đơn giản thì chúng ta sẽ có được những cái sự bình an và có được những cách sống. Chúng ta biết cảm nhận được, lấy được những cái năng lượng tốt đẹp từ xung quanh, từ thực vật, vạn vật và những ý niệm của chúng ta sanh ra, chúng ta sẽ làm chủ được nó để không ảnh hưởng tới ai ạ. Những người thân xung quanh chúng ta, những người anh em, cha mẹ, gia đình, vân vân, những người bạn của chúng ta, thì chúng ta hiểu được điều đó từ ở bên trong của mình và cảm nhận được những nguồn năng lượng, những ý niệm của mình. Lúc đó chúng ta dần có một đời sống được bình an, hạnh phúc hơn. Thì vì vậy nên khi chúng ta hiểu được sự liên kết và hiểu được bản thân của mình, nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng của mỗi cá thể, mỗi nhân duyên. Nếu chúng ta ở đây trên 35 vị đều có một cái năng lượng bình an, hạnh phúc, đều có một cái năng lượng nhẹ nhàng, an vui, thì hỏi các bạn ngay hiện tại đây, các bạn có phước báu không ạ? Các bạn có làm lợi ích cho cái vũ trụ này không ạ? Các bạn có đem lại cái sự bình yên và hạnh phúc cho cái thế giới này không ạ? Tất nhiên là có, đúng không? Các bạn nhìn vào, chúng ta nghĩ là không làm gì, không có gì, vân vân, chúng ta không có cống hiến từ thiện, vân vân, nhưng các bạn hiểu sâu một xíu thì chúng ta đang làm lợi ích thật sự cho cái vũ trụ này. Bởi vì sao? Bởi vì tâm chúng ta đang bình an, những năng lượng chúng ta khởi lên và hướng tới điều tích cực, an lạc,
Thì mà nhưng mà sự cộng hưởng của chúng ta không chỉ một người mà đây là 35 người, thì 35 người cộng hưởng một điều, hướng tới điều tích cực và hướng tới điều gì? Hướng tới chân lý, hướng tới sự tự nhiên, hướng tới sự bình đẳng và hướng tới sự an vui hạnh phúc. Thì cái năng lượng đó cộng hưởng, nó là một năng lượng giúp cho cái vũ trụ này, giúp cho tự nhiên này được duy trì một cách cân bằng, và nó sẽ chữa lành đi những nỗi nỗi đau, nỗi khổ ở những nơi khác. Những nơi nào có những nỗi đau và nỗi khổ, quý vị sẽ tự nhiên sao có được những cái năng lượng bình an để sớm vượt qua. Vì vậy nên các bạn có nhiều vị hỏi, vậy chúng ta tu tập ngồi thiền tụng kinh, chúng ta làm những điều thiện mà chúng ta hồi hướng như vậy có lợi ích không, chúng ta chia sẻ những năng lượng đó có lợi ích không? Thì có nhiều bạn thắc mắc, vậy có những thầy cầu an như vậy, cầu siêu như vậy thì có thực sự có lợi ích không, và hay là nó là mê tín gì đó hay là như thế nào? Thì ở đây nếu chúng ta hiểu biết và sâu sắc, nếu sự cầu an của một người, gia tâm của một vị thầy tu tập có năng lượng tích cực, an lạc và năng lượng lòng đầy lòng từ, thì cái năng lượng đó, sự gia tâm nó có lợi ích thật sự. Nhưng cái giá trị quý vị nhận hay không như thế nào đó thì nó còn ở góc độ của cái phước báu và cái y báo chánh báo của cái nhân duyên đó nữa, của người nhận đó nữa. Vì vậy nên chúng ta phải hiểu sâu hơn là chúng ta có thể làm được những gì chúng ta làm, và cái nhân duyên tự nhiên này nó luôn cân bằng theo kìa quy luật nhân và quả. Khi chúng ta hiểu về nhân quả thì chúng ta phải hiểu rõ hơn về nhân duyên của tự nhiên, vạn vật này nó có một hệ tương tác quy chiếu cả, chứ không thể tự nhiên mà nó thể bạn có mặt, chẳng hạn như thầy Quảng An có mặt cuộc đời này, thầy Nghị có mặt cuộc đời này, Đức Tâm có mặt cuộc đời này, hay là bạn Bộ Chung có mặt cuộc đời, bạn Yến Diệu Hoa có mặt, là tự nhiên chúng ta có cái tên đó đâu, đúng không ạ? Phải như thế nào chúng ta mới có cái tên đó, và phải như thế nào chúng ta từ một người mà sinh ra có 3 4 ký mà hôm nay chúng ta được nhiêu ký, 10 40 50 ký, 60 70 ký, vân vân. Và mỗi người có mỗi hình tướng, không ai giống ai. Nhưng rồi sao? Nhưng rồi chúng ta đều có một cái chung và đều sống chung một cái gì? Một không gian, sống chung một gì? Một thời điểm. Và chúng ta đang có những cái chung rất là nhiều. Chẳng hạn như bây giờ trái đất này nó đang bị một cái tiểu nạn. Thì cái nạn COVID đó nó cũng là cộng nghiệp chung, và có những cái riêng, đó là biệt nghiệp của chúng ta. Mỗi người có những cái năng lượng từ trường, những nhân duyên, nhân quả, phước báo khác nhau. Nó là sự chuyển giao của nó. Nên các bạn hiểu được bài bản chất nó, thì các bạn hiểu được cái sự năng lượng bình an đó, nó cũng là một năng lượng để giúp cho các bạn giữ vững được đứng trước cuộc đời này, đứng trước bệnh tật, những khó khăn vân vân. Các bạn có sự tự tin, các bạn có sự lạc quan, các bạn có sự yêu đời và trân trọng sự sống, và biết mở rộng lòng mình ra hơn, và biết thấu hiểu nó bản thân mình vạn vật hơn, thì cuộc đời này các bạn sẽ có được nhiều điều may mắn và hạnh phúc hơn. Như ở đây thầy cũng nói sơ qua cho các bạn hiểu về sự liên kết của tự nhiên và vạn vật, nó đều có cái mối tương quan tương duyên cả. Đức Phật cũng nhắc rất nhiều trong kinh điển, nhưng với sự cốt lõi của tinh thần Đức Phật dạy, đó là khổ vô thường và vô ngã. Thì ở đây chúng ta nhận diện về trước mắt đó là bệnh dịch, chúng ta sẽ thấy được sự khổ nó sanh ra, và chúng ta thấy những người thân chúng ta có bệnh dịch đã khổ, có bị mắc bệnh đã khổ, chúng ta bị cách ly nó đã khổ, chúng ta bị thiếu thốn gì đã khổ, cái khổ nó luôn có mặt đầy đủ. Nhưng khi chúng ta biết chấp nhận, nhận diện nó rồi, thì chúng ta hiểu được bản chất của khổ nó cũng vô thường, bởi vì vạn vật nó luôn sanh diệt, nó vô thường, nó luôn tuần hoàn và trao đổi. Vì vậy nên cái khổ đó nó cũng luôn có mặt, lúc vắng mặt và có mặt. Vì vậy nên khi đó chúng ta mới hiểu được bản chất thế nào là vô ngã. Bởi vì vô ngã là không phải chúng ta là độc nhất ở cuộc đời này, không phải chúng ta là tâm điểm của vũ trụ này, cũng không phải chúng ta là tất cả vũ trụ này, chúng ta có thể quyền năng lựa chọn được mọi thứ, mà chúng ta phải thuận theo gì ạ? Theo tự nhiên và nhân duyên cuộc đời này. Vì vạn vật vũ trụ này nó có một sự liên kết hòa hợp, nếu đại đa số đều gì? Đều thiện lành, đều hướng tới điều tốt đẹp, thì cái thế giới vũ trụ này, cái tự nhiên này, cái cuộc đời này, mọi người sẽ tăng trưởng được gì? Tuổi thọ, trí tuệ, và tăng trưởng được nhiều điều tốt lành, và cái thế giới vũ trụ nó sẽ tồn tại lâu hơn. Nếu con người ta không biết trân trọng, không biết bảo vệ môi trường, không biết bảo vệ tự nhiên, không biết tôn trọng sự sống vân vân, thì sao? Thì cái vũ trụ này nó sẽ dần
hủy hoại sớm hơn và nhanh hơn, và tuổi thọ con người dần dần nó sẽ ngắn lại. Ngắn lại là bởi vì mỗi chúng ta đang tự gì? Đang tự nhận diện và đang tự chịu lấy những trách nhiệm chúng ta tạo ra, chứ không phải là do tự nhiên hủy hoại, không phải là do một quyền năng hay là một đấng tạo hóa nào mà làm những điều đó cho chúng ta, mà chính chúng ta đang tự hủy hoại chính mình. Hủy hoại tự nhiên là hủy hoại chính mình, hủy hoại sự sống là hủy hoại chính bản thân mình. Mà vì vậy nên khi chúng ta hiểu hơn về điều đó, và chúng ta hiểu như thế nào về sự sống và chúng ta sống đúng đắn với chân lý, với sự tự nhiên của cuộc đời, thì chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ đem lại những cái giá trị hạnh phúc và bình an đến với những vị đó. Và cái điều quý hơn là vị đó đã có bình an rồi. Ở môi trường của vị đó là nhà, là gia đình, là công ty, là nơi làm việc hoặc bất cứ ở đâu, thì nơi đó sẽ tự nhiên sẽ có sự bình an và hạnh phúc. Đó là cái điều mà thầy cũng muốn gửi gắm đến với các bạn trong cái lớp học online vào buổi tối ngày hôm nay. Thì cũng mong rằng là điều này nó có một cái chia sẻ, tuy là nó cũng chưa có gì là sâu sắc lắm, nhưng mà cũng mong rằng là các bạn hiểu hơn về cái sự vận hành của hơi thở của mình, nó là một sự liên kết cực kỳ quan trọng. Và Đức Phật cũng nhắc cuộc đời này sống được bao lâu trong kinh điển. Đức Phật hỏi cuộc đời sống được bao lâu, có người trả lời được 100 năm, 80 năm, chúng ta thấy được 60 năm, 50, 40, 5 năm, 1 năm. Có thể một người thấy vài tháng, có người thấy vừa sanh ra đã mất. Vậy thì khi chúng ta hiểu được, Đức Phật mới chỉ rằng cuộc đời này, sự sống thật sự đó, nó chỉ nằm trong hơi thở. Chúng ta hít vào không thở ra thì sanh ly tử biệt, đúng không ạ? Chúng ta thở ra mà không hít vào thì sao? Cũng sanh ly tử biệt. Và hơi thở này và vạn vật này nó cũng vậy, nó cũng duy trì sự tiến hóa của vạn vật, nó cũng qua sự trao đổi hơi thở và năng lượng. Và mỗi mỗi cá thể, mỗi nhân viên nó sẽ có sự trao đổi và phát triển theo cái góc độ nghiệp gọi là phước báu của mỗi nhân viên nó sẽ khác nhau. Nhưng với con người chúng ta nhận diện và chúng ta cảm nhận rõ về nó, và chúng ta hàng ngày đang gì, đang thở và đang sống, và chúng ta dần dần nhận diện được nó và hiểu hơn, thì dần dần cuộc sống các bạn của chúng ta nó sẽ thực tế và rõ ràng, không có mơ hồ, và dần các bạn sẽ tự tin, và dần các bạn sẽ có được nhiều cái gì năng lượng, và làm chủ được cuộc sống của mình, làm chủ được hạnh phúc của mình, không bị những người khác hù dọa, không sợ những người khác hăm dọa, vân vân. Vốn dĩ nhân quả nghiệp báo là do con người của mình ấn định, chứ không phải do một ai phán xét hay do một cái gì đó ấn định trước trong sách vở, nhân tướng hay là bói vân vân. Việc gì nó chưa đến trong tương lai thì điều đó nó xảy ra hay không xảy ra, điều đó không phải là điều tuyệt đối, mà cái tuyệt đối là ngay hiện tại chúng ta tạo ra cái gì và đang làm cái việc gì đó, nó là cái kết và cái quả để tương lai chúng ta nhận lấy. Vì vậy nên khi chúng ta sống với sự liên kết của tự nhiên và vạn vật, hiểu được trân trọng sự sống và yêu thương bao dung và sống một ngày ngày tích cực, thì điều đó sẽ đem lại lợi lạc cho các bạn rất nhiều. À, A Di Đà Phật, con cũng xin chia sẻ đến đây cho các bạn, và cũng dành thời gian nhiều hơn cho chúng ta để chúng ta có một cái buổi chia sẻ vấn đáp thú vị hơn. À, A Di Đà Phật.